Trước hết thì cũng đây sinh nhật của Hoàng Quang, cảm ơn. Trước hết là cảm ơn anh Học ha, là đến chung vui với em, anh Học anh Hùng. Đặc biệt nhất là anh ca sĩ Nguyễn Quỳnh, cái cộng tác với em là hơn 30 năm mà, cái cộng thành trong nghệ thuật. Xin cảm ơn nhạc sĩ Quốc Vượng, xin cảm ơn các anh và các bạn, các chị đã đến rất vui trong buổi sinh nhật của Hồng Hoàng hôm nay, xin cảm ơn rất nhiều. Chúc cho các bạn, anh chị, các bạn sẽ có một ngày thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc tại phòng trà TMO. Các bạn, các anh chị nhớ ghé ủng hộ đây nha. Chúng ta không đến đây là sự thiệt thòi sẽ về phía chúng ta đó. Thưa các anh chị, các bạn, sau đây Hồng Quang với MC Hoài Thu sẽ được gửi đến các chị, các bạn một sáng tác của Ngô Thị Miên, Mùa Thu Cho Em.
Của Lữ Ly, niềm đau chung dấu và một sáng tác có Trần Nam Sơn, con đường màu xanh mà quý vị cùng thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.